Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với video của Giá Xe Kia. Em là Lợi, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị chiếc xe Kia Carnival bên em. Thì hiện tại bên em đang có đủ xe, đủ màu sắc giao sẵn cho quý anh chị luôn nhé. Nếu mà quý anh chị chọn màu nào thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em, em xem, em kiểm tra kho bên em. Nếu có màu nào em sẽ báo màu đó cho quý anh chị nhé. Đấy, bên em còn rất là nhiều màu giao sẵn cho mình luôn ạ. Rồi em sẽ đi về một số cái tính năng điển hình trên chiếc xe Kia Carnival. Khi mà quý anh chị sở hữu, nó sẽ hỗ trợ cho mình những gì nha quý anh chị. Đầu tiên đó là một tính năng khá là hay, đó là tính năng đèn nổ từ xa. Quý anh chị chỉ cần nhấn khóa cửa hai lần này giùm em. Đó, gương nó sẽ tự cọc. Và cái thứ hai là mình sẽ nhấn vào cái nút hold bên này. Đấy, nhấn giữ. Đến khi nào mà chìa khóa của mình nó chớp, đó, xe sẽ đèn nổ thôi nha quý anh chị. Rất là đơn giản thôi. Rồi, vừa rồi là cái tính năng đèn nổ từ xa nó khởi động trên xe nhé. Xe con này thì hiện tại nếu mà máy xăng của nó thì động cơ là 3.5 nha quý anh chị, còn nếu máy dầu là động cơ 2.2 xài turbo tăng áp. Về phần đầu xe, những tính năng đặc biệt ở phần đầu xe, thứ nhất là nó sẽ có 4 cảm biến giúp cho người lái có thể phát hiện được vật cản khi mà mình di chuyển nhé. Đồng thời đối với chiếc xe này nó sẽ có camera 360 độ, nó có một camera phía trước, camera phía sau, hai camera bên gương nữa và một cái camera mô phỏng ở trên nữa. Rất là hiện đại nha quý anh chị. Rồi, khi mà xe của mình di chuyển, nếu có vật cản cắt ngang thì xe sẽ tự động phanh nếu mình không rà phanh. Nếu mà mình mất tập trung, mình không rà phanh thì xe sẽ tự động phanh cho mình. Đó là phanh an toàn chủ động. Nó có thể hiện trên chiếc xe Kia Carnival này. Rồi, đèn của xe này, xe sử dụng là quý anh chị là đèn pha là full LED và nó sẽ có giải đèn LED chạy ban ngày nha. Rồi, đèn LED theo dạng hình tia chớp này cho chiếc xe mình nó mạnh mẽ hơn. Đấy. Rồi, đèn gầm dưới cũng là đèn LED luôn nha quý anh chị. Đấy, LED hết. Logo này rất là nổi bật nha. Nhiều khách hàng nếu mà người ta theo dõi Kia từ khi ra mắt tới giờ thì người ta biết đây là cái logo mới được thiết kế cách điệu và tăng thêm cái sự sang trọng cho chiếc xe. Có một số khác của khách hàng mà nếu mà lần đầu nhìn thấy cái thương hiệu Kia thì người ta sẽ nói là đây là một cái hãng khác, là hãng KN chứ không phải là Kia. Đây em sẽ giải thích rõ cho quý vị, đây là hãng xe Kia nhé, của Hàn Quốc. Rồi, đối với chiếc xe này, hiện tại như quý vị thấy mâm của nó là mâm đúc hộp kim nhá, được phay tuyển nhìn rất là đẹp. Cả 4 phanh đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa, nó có hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD để tăng thêm cái hiệu quả khi mà mình phanh nhá. Đấy, rất là này. Và xe này đang có khoảng sáng gầm khoảng là 172mm, 172mm. Có bề đỡ bước chân, gương thì gặp điện chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe luôn. Đó. Và nó có camera nha, quý anh chị, camera này. Đấy. Và cái phần bên hông xe như quý anh chị thấy thì nó sẽ rất là hiện đại. Cái phần mui này, phần trên này quý anh chị thấy không, nó vuốt về cái đuôi ra phía sau cho xe mình, nó dài, nó trường xe, nhìn nó rất là rộng rãi nha. Mà thực sự là xe này rộng rãi, chiều dài tổng thể của chiếc xe này lên đến 5155mm mà. Đấy. Rồi, nút khóa mở cửa bằng một lần chạm nha. Đi theo xe bên em sẽ tặng cho quý anh chị là phim cách nhiệt Luma của Mỹ, bảo hành 5 năm. Đấy. Xe riêng phần xe thì bảo hành cho 3 năm không giới hạn km nhé. Lo con này đang sử dụng là 12 lo bao. Lo này là lo rất là chất lượng nha. Lo này nếu mà quý anh chị họ theo dõi thì lo thương hiệu trên thị trường rồi đó. Đấy. Ghế thì được bọc da, tắp bếp cửa cũng được bọc da này. Con này cách âm rất là tốt nha. Đấy. Và một điều nữa là nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Máy dầu thì công suất nó đến 198 mà lực máy xăng thì nó sẽ lớn hơn nha quý anh chị, vì động cơ nó tới 3.5. Nhưng mà giá của chiếc máy xăng, máy dầu thì máy xăng nó sẽ cao hơn, bởi vì thuế tiêu thụ đặc biệt nó cao hơn, nên ra giá bán nó sẽ cao hơn so với máy xăng. Tùy thuộc vào cái thời điểm mà quý anh chị mua xe thì giá nó có sự thay đổi. Quý anh chị muốn biết giá nó như thế nào thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903567634. Đấy. Ghế này chỉnh điện nha. Ghế này chỉnh điện đấy, chỉnh điện nha, có làm mát ghế luôn nha, rất là hiện đại nha. Rồi, ở cái hàng ghế thứ hai này, này quý anh chị thấy nó sẽ có một cái điều ăn điểm hay không ở hàng ghế thứ hai này này. Đấy,
riêng và hàng ghế thứ hai này, như quý anh chị thấy em nói về độ rộng rãi thì con nào nó cũng phải rộng rãi, nó con nào nó cũng phải thoải mái rồi, bởi vì chiều dài tổng thể nó đến 5155 mm mà. Đấy, con này thì nó có đẩy ra, đẩy vô và đẩy lên, đẩy xuống được. Đấy, và cái bờ đệm bước chân này, quý anh chị thấy thì nó có thể nâng cái bờ đệm bước chân này lên được luôn nha. Đây, nâng cho quý anh chị xem này. Đấy, nâng lên này, thấy hiện đại không? Rất hiện đại nha. Đấy, và mình nằm nó như là một chiếc giường, quá ok. Rồi, đây nó sẽ có cổng sạc 12V. Đấy, ở mỗi hàng ghế đều là có cổng sạc hết nha, mỗi hàng ghế đều có cổng sạc. Đấy, rất là hiện đại nha. Và nó sẽ có cửa sổ trời, hai cửa sổ trời nha, hai cửa sổ trời. Đấy, nằm vô tư. Mình em nói cho quý anh chị là cái xe này thì đi xa hay đi như thế nào thì con này nằm rất là vô tư luôn, rất là thoải mái luôn nha, không phải là ấy đâu. Con này mình đi xa thì gọi là hàng ghế thứ hai, là hàng ghế chủ tịch mà, đi xa đi đồ rất là thoải mái, và mình có thể để được cốp, để được đồ vô tư lắm nha. Rồi em sẽ ra phía sau cho quý anh chị xem này. Con này nó có nhiều cách mở cửa đóng cửa lắm, có thể dùng trên chìa khóa này, hoặc là dùng công tắc cũng được. Đấy, ở phía sau như quý anh chị thấy thì con này cửa chống kẹt luôn nha, chống kẹt. Nó làm phần cái mạc chrome to bản này để cho mình chú ý tới cái này, để mình không chú ý tới cái phần rãnh này. Phần rãnh này thì nó hơi thô xíu, nhưng mà đó, cửa lùa thì bắt buộc nó phải như vậy rồi, nên là người ta sẽ làm cho cái phần mạc chrome này nó sáng lên ha. Cụm đèn hậu của xe như quý anh chị thấy nó là một dải led nha, dải led thì rất là ấn tượng. Ở phía sau thì vẫn trang bị cho quý anh chị là cảm biến lùi và camera lùi. Đây mình coi phần cốp phía sau này, cốp phía sau con này là cực kỳ rộng nhé, rất rộng. Đấy, à, cốp sau rất rộng. Đấy, rất rộng. Đó, à, cốp phía sau này là vô cùng rộng, nên là quý anh chị cứ yên tâm nhé. Sau này khi mà mình đi hết 7 người thì để vali, để đồ thì rất là thoải mái. Đây, ở phía sau này có hàng, có chỗ để ly tách này, có cổng sạc luôn nha, có cổng sạc nha, hai bên đều có cổng sạc hết nha. Đấy, nó rất hiện đại không? Đấy, vài vali lớn đều được hết. Đây, cốp này, nhấn vô này thôi. Đấy, thao tác rất là đơn giản. À, gạt mưa thì được thiết kế ẩn ở bên trong này, có cánh gió, vây cắm mập, ba ga mùi để tăng thêm cái độ thể thao cho chiếc xe. Một chiếc xe để đi gia đình thì không còn gì để bàn cãi nữa rồi. Đấy, hàng ghế thứ hai này là mình có thể làm mát được luôn nha, làm mát luôn này, có này, để có làm mát, có sưởi luôn nha. À, quá đẹp, mát sưởi. Rồi, mình sẽ lên hàng ghế đầu tiên này. Cái ghế đầu tiên con này quý anh chị thấy gì? Có cổng sạc, có như ghế hai vị trí. À, con này chạy trên 20 km/h tự động lóc cửa nha. Ghế lái chính điện này, 12 hướng này. Đấy. Vô lăng thì bọc da. Tích hợp những cái nút điều khiển âm thanh, chế độ điện thoại nghe gọi đến tay này. Rồi, đây là cái cụm công tắc cửa để điều khiển hai cửa lùa. Có cái cảnh báo lên làn đường. Rồi, khởi động nha. Wow. Đấy, rất là ok luôn nha quý anh chị. Từ con này bên em có, em có hướng dẫn sử dụng xe đối với chiếc xe này rồi, thì nếu mà quý anh chị muốn coi kỹ lại thì cứ coi lại clip của em nhé, chỉ cần gõ số điện thoại em lên YouTube thì nó sẽ có nha, rồi có thể cài đặt được. Đấy, con này có giữ làn đường này, giữ khoảng cách với xe phía trước này, Adaptive Control này, đó, Smart Cruise hay là Smart Cruise Control đấy. Con này thì như quý anh chị xi nhan qua trái nó hiện lên này, xi nhan qua phải nó hiện lên này. À, rất là hiện đại nha. Đấy, rồi nó sẽ có cho mình là đây, bản đồ này, bản đồ nha. Apple CarPlay, Android Auto này, rồi điều khiển nhiều lắm, nói chung là cái nó Bluetooth để nghe nhạc rồi ok lắm. Cam này, quý vị coi cam này, cam 360 độ nha, nét cực kỳ, rất nét nha. Đấy, khởi động start stop bằng một lần nhấn này, đèn pha thì tự động bật tắt theo ánh sáng này, có lại chỉnh chốt trên vô lăng khi mà mình di chuyển trên đường đồi núi này. Đấy, rồi
điều hòa tự động 3 vùng độc lập nha, 3 vùng độc lập nha. Con này trang bị cho quý anh chị là 6 túi khí nha, cân bằng điện tử, ổn định thân xe, phanh khẩn cấp, cái này dốc nó có nha. Đây là mở cổng sạc này, cái này là sạc không dây này. Đấy. À, cần số được thiết kế theo dạng nấm xoay với những như là những pha lê này, quý vị thấy không? Pha lê nhìn rất là đẹp. Đấy. Bắc kinh này, lùi này, small, lái này. À, chỗ để ly tách. Đấy. Và đây là cái chọn chế độ lái này, quý vị thấy này, người có cho Normal, Eco, Sport, Smart này. Đấy, chọn được luôn nhá. Đấy. Rồi mình có phanh tay điện tử Auto Hold. À, bên này có làm mát ghế này, mát ít này. Đấy, sưởi này. Mát cái phụ này, mát sưởi này. Đây rất ok nhá. Đấy. Có sưởi vô lăng này, cảm biến và tắt kèn sáng này. Rồi, này. À, con này trang bị cho mình 6 túi khí, ở phía sau cũng có điều hòa nhá. Có điều hòa đầy đủ hết. Luôn chiếu hậu chống chói này. Đấy. Hiện tại thì như em nói quý anh chị là bên em có rất là nhiều xe, nhiều màu sắc để giao ngay cho quý anh chị. Nếu quý anh chị muốn biết là xe này có thể giao sẵn được hay là mình đặt hàng hay như thế nào, thời gian ra sao, thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé. Thì em sẽ báo giá chính xác cũng như là cái hỗ trợ cho mình về cái vấn đề xe cộ cho. Rồi, cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào ạ.